Chào anh chị em, tôi Linh Mục Do Bautista Nguyễn Minh Hùng đây. Thanh Long đã về tới giáo xứ nha. Thanh Long một xe 6 tấn. Tôi đã ăn thử rồi, rất ngon. Thanh Long này mới vừa hái chín từ trên cây xuống, nhưng nó còn mới, nếu anh chị em mà đem về nhà để chừng 2-3 ngày sau nữa thì càng ngon. Theo như những người mà ở vườn Thanh Long mà người ta bán, người ta trao cho chúng ta đấy, người ta bảo rằng Thanh Long này mới vừa hái nó chưa ngon lắm, nhưng mà nếu để nó đã ngọt rồi, nhưng mà nếu để vài ngày nữa thì trái Thanh Long này càng ngọt. Bây giờ tôi quay lại để anh chị em có thể nhìn thấy cho kỹ hơn xe Thanh Long của chúng ta nha. Anh chị em chú ý này. Đây, một xe hơi bị tối. Cái này hơi bị tối rồi. Có thấy được không ta? Đây. Nó có công tắc mở. Yeah. Chúng tôi đang phân ra từng bịch, mỗi bịch 5 kg, mỗi bịch 5 kg. Bên này thì thấy rõ hơn nè, bên này sáng hơn nè, thấy rõ hơn nè. To lắm luôn, trái con nhiều lắm. Đây 6 tấn thanh long nha, 6 tấn thanh long. Xin mời mãi vô. Bao nhiêu ký thì giờ tôi cũng chưa biết nữa. Mấy ông mấy bà đây chưa nói bao nhiêu ký hết á. 10.000 đó cha. 10.000 ký, 10.000 ký. 10.000 ký anh chị em ơi. Bán cho bà con ăn. Có sẵn mỗi bịch 5 ký, mỗi bịch 5 ký. Có sẵn mỗi bịch, có loại thì 5 ký, có loại thì 10 ký. Chúng ta cứ đến và ai muốn mua bao nhiêu thì tính theo bịch đó mà chúng ta xách về. Nhiều lắm, 6 tấn thanh long. Đây chúng tôi đang vào bịch. Đây một số đã vào bịch rồi. Đi ra, đi ra chỉnh. Một số đã. Nhiều trái bị dập lắm nha. Nhiều nè, có nhiều trái bị dập lắm anh chị em ơi. Nè, đây có những trái bị dập đây. Thanh long dễ dập. Để tôi đứng lên ghế và tôi quay cận cảnh cái đống thanh long còn nằm trong xe. Nhiều lắm. Ở trong lòng xe nó hơi tối, anh chị em cố gắng nhìn rõ nè. Đấy. Nó có điện đấy ạ. Nó có điện này, cái điện này ở trong xe có điện chứ nào. Ai mà mở được cái cabin nó trên cái ấy hả? Đặt máy lên cơ. Nó phải gù ga xe. Đây. Cứ bỏ vô bột là cơm thế này. Có dư chứ không có thiếu. Thanh long rất ngon. Ngọt lắm. Thưa anh chị em, đó là review một tí để anh chị em nhìn thấy xe thanh long 6 tấn từ giáo xứ Hòa Vinh của giáo phận Phan Thiết về với giáo xứ chúng ta, giáo xứ Thánh Tuân, giáo phận Phú Cường. Trải đi một đường xa, đi từ khuya ngày hôm qua và đến sáng nay thì xe tới giáo xứ Hòa Vinh sau khi rất nhiều người chất đưa thanh long lên xe. Sau khi nhiều người đưa thanh long lên xe thì bây giờ chúng ta đã được về tới đây. Tôi nghe đâu là ở ngoài Hòa Vinh đó, người ta quy tụ cả giới trẻ và giáo lý viên của giáo xứ Hòa Vinh để cùng phụ đưa thanh long lên xe với 6 tấn, mà với số lượng của giáo xứ người ta mà người ta đưa chỉ trong vòng chừng nửa tiếng đồng hồ đã xong 6 tấn lên xe. Anh chị em thấy người ta làm việc cũng hăng say ghê không? Và bây giờ tôi đi xuống cho đứng trên ghế đang nói chuyện với anh chị em đấy. Đây.
Xin cảm ơn anh chị em nha, xin chào. Một lần nữa kính mời tất cả mọi người chúng ta ủng hộ bằng cách mua thanh long để chúng ta lấy cái số tiền này làm việc từ thiện. Cảm ơn anh chị em. À quên, có một điều quên nữa là tối nay chúng ta cũng sẽ đi một chuyến xe rau, như thế này. Tôi cũng sẽ quay máy lại để tôi cho anh chị em xem rau đang bắt đầu đến nhà xứ của chúng ta. Đây là xe rau tối nay. Đây có cải dúng nè, rau muống nè, bí đỏ nè. Rồi đây là ngoài hành lang để tôi đưa vào nhà anh chị em nhìn xem. Đây mướp ha, mướp hương, dưa chuột, mướp khía, bầu, cà tím, củ cải, cà pháo, ớt, trái su, củ hoa, đa dạng món, đa dạng trái anh chị em. Và đêm nay chúng ta sẽ đưa chuyến rau này đến với cơ sở đào tạo của giáo phận Phú Cường. Qua ngày mai thì có khoảng 120 các bạn trẻ tìm hiểu ơn gọi sẽ về giáo phận, được gọi là ơn gọi mùa hè, để các bạn tìm hiểu về ơn gọi tu trì. Một bộ số bạn trẻ nam tìm hiểu về đời sống linh mục, cho nên là số rau này cũng sẽ đưa về cơ sở đào tạo để cho các cha có trách nhiệm đó, các cha có trách nhiệm với các bạn trẻ trong việc các bạn tìm hiểu ơn gọi trong khóa hè này đó. Có bữa cơm cho ngon nhờ rau của giáo xứ Thánh Tuân chúng ta. Cùng với rau thì chúng tôi cũng sẽ quyết định gửi vài trăm ký thanh long cho cơ sở đào tạo của giáo phận. Chúng tôi chuẩn bị những bọc thanh long này gửi đến vài trăm ký cho cơ sở đào tạo của giáo phận chúng ta đây. Đấy là một vài những hoạt động mà chúng ta có từ đêm hôm qua. Chúng ta có được từ đêm hôm qua cho tới tối nay, và sẽ còn tiếp tục tối nay cho đến ngày mai khi số rau và số thanh long này được di chuyển đi. Rồi, cũng đã dài rồi. Tôi cảm ơn anh chị em và xin Chúa ban phúc lành cho tất cả chúng ta. Xin Chúa luôn luôn ủng hộ tất cả những việc làm tốt đẹp mà chúng ta thực hiện để vì vinh danh Chúa, vì phần rỗi của các linh hồn. Xin cảm ơn anh chị em và rất mong anh chị em ủng hộ để chúng ta có được những chương trình từ thiện quý giá thế này. Anh chị em ủng hộ cũng là một phần đóng góp và cộng tác giúp cho giáo xứ có được những phương tiện cần thiết. Chúng ta thực hiện những gì mà Chúa dạy chúng ta trong tinh thần bác ái. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị em. Chào tất cả mọi người.